Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu thay đổi tập quán canh tác hiện nay của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra giá trị sản xuất cao hơn trên cùng một đơn vị diện tích. Thời gian qua, huyện Đắk Lây đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn để người dân học tập làm theo. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đắk Lây phối hợp với xã Ngọc Linh thực hiện mô hình thí điểm trồng giống lúa mới năng suất chất lượng cao đài thâm 8 trên diện tích 2 hectare với 20 hộ tham gia để nâng cao hiệu quả sản xuất, trung tâm đã tập huấn quy trình kỹ thuật cho bà con nông dân, cung cấp miễn phí các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, năng suất bền quân đạt khoảng 10 tấn một hecta. Điểm mà giống lúa này cũng rất là tốt so với giống lúa địa phương, nó cũng tốt hơn, vừa đồng thời nó nó chịu được sâu bệnh. Sau này để tuyển chuyên cho bà con cũng lấy cái giống lúa này để phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đắc lây sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình canh tác giống lưu mới năng suất chất lượng cao nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân gắn với sản xuất nông nghiệp bền vững